Sáng nay, Công an quận Liên Chiểu cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với hành vi tàn trữ trái phép ma túy của Hồ Hoàng Vĩnh, 30 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú thành phố Đà Nẵng. Người này khi bị phát hiện có các dấu ma túy lại khẳng định với công an đây là bột trát tường. Trước đó, Tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, thì phát hiện Vĩnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. cả bộ chiến sĩ đã dừng phương tiện, qua kiểm tra hành chính phát hiện một gói tinh thể màu trắng giấu trong ví. Lúc này, Vĩnh vội nói đó là quái bột đá để trát tường. Tuy nhiên, tổ công tác xác định đây là ma túy dạng hàng đá. Tiếp tục đấu tranh, Vĩnh vẫn quanh co không thừa nhận nên lực lượng đã đưa về trụ sở công an phường Hòa Minh quận Liên Chiểu để làm việc. Qua đó, Vĩnh đã khai nhận mua số ma túy đá này tháng trước và sử dụng dần dần.